Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay tiếp tục đến nhà của em Thanh để quay giới thiệu chú quý vị và các bạn một số mai ha. Rồi chào em. Rồi chào anh Tấn. Chào mấy cô chú mấy chị nha. Nay em có về số phôi mai vàng với tứ quý với cây khế. Giao lưu mấy cô chú anh chị nha. Thì địa chỉ của em ấp 3 xã Phước Nẫm, huyện Tôm, tỉnh Te. Số điện thoại em để tôi đề chủ đề á. Thì phôi này em ship toàn quốc, còn có cây khế em ship 200 km. Rồi. Chào cây đầu tiên là mai vàng, vàng ha. Đây mã số 1. Chiều cao. Mét tư anh. Rồi 1m4. Em này một góc mà thành hai thân ha. À, giờ đó thân lớn ha. Còn lớn đi. Lớn 38 mà. Rồi 38. Còn nhỏ. Nhỏ 30. Rồi. Tổng. Tổng. Tổng ngày đó. 58 anh. 8. Góc mà hai thân ha. Dạ. Rồi, vô luôn như đây em. 4 triệu anh. Rồi, 4 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo, số 2. Tiếp tục là một phôi mai vàng. Khá cao. Thôi, thôi, thôi. Rồi, cho chiều cao em nói luôn em. Khoảng 2m2 anh. Rồi, khoảng 2m2. Xuống hoành luôn. 35 hoành. Rồi, hoành 35. Để luôn quý vị. Để tại đều hết anh. Để đều bốn mặt ha. Dạ. Giao luôn như em. Cái này 2 triệu rưỡi anh. Rồi, 2 triệu rưỡi. Xuống cây. Rồi, à, số tiếp theo. Số 3 luôn. Anh lặng. Tức bay. À, số 3 quý vị. Tức bay. Rồi, dáng nó vậy đó. Rồi, chiều cao em nói luôn. Bài nó khoảng 1m8 anh. Rồi, bài khoảng 1m8. Rồi, vô hoành em nói luôn ha. Còn đây, đây trên tu này là 1m8, còn xuống đây 3 tấc nè. Rồi, dưới đó 30 nữa. Đó, nó lên cái nó cộng ra. Rồi, đó. Xì xì vậy ha. Rồi, vô hoành luôn ha. Bốn mươi hoành anh. 40 đúng luôn. Rồi xây xây đến luôn quý vị. Để đầy đủ ha. Cộng to. Cải cũng đều. Giao luôn như đây em. 3 triệu rưỡi anh ơi. 3 triệu rưỡi. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số 4. Thôi to to không ha. Rồi chiều cao em nói luôn em. Mét rưỡi anh. Rồi 1m5. Tay cành đó nè. Bỏ tay cành luôn. Rồi xuống hoành luôn nha quý vị. Rồi hoành. Hoành 43. 43. 43 hoành. Để. Tay có cộng. Rồi vô luôn như đây em. 4 triệu rưỡi anh ơi. 4 triệu rưỡi. Rồi xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo, số 5, em phôi mai vàng cũng to đây. Tay cành nâng cây bút. Rồi, cho chiều cao nó luôn. Giót đỏ còn chiếu siêu luôn ha. 1m8 anh. Rồi, tầm khoảng 1m8. Có tay cành luôn. Nâng cây vậy đó. Rồi xuống bành luôn. Này nó già cây dữ lắm rồi. Này cái độ già của nó nè quý vị, cái già này sần sùi hết trơn ha. Rồi hoành luôn. 45 hoành không? Rồi 45. Để luôn em. 45 hoành. Để đâu quý vị. Rồi giao luôn nhiêu đây em? 5 triệu 8 anh ơi. Rồi 5 triệu 8. Và bao ship luôn. Còn quý vị nào ở gần gần xuống chở trừ phí ship lại giá yêu thương hơn ha. Rồi mã số số 6 cái gì đây? Số 6. Rồi tiếp tục cũng là một phôi mai vàng luôn.
Rồi, cao luôn em. 2 mét anh. Rồi, tầm 2 mét. Rồi, xoay xoay luôn. Đó, cái dáng nó vậy đó. Rồi, mình xuống dưới bộ gốc của nó ha. Dáng công viên của nó nè. 42 hoành. 42. Đo ngang ở dưới cái cũ dưới thì nhiêu? 59 hoành. 59. Quái. Rồi, giá luôn nhiêu đây em? 6 triệu rưỡi anh ơi. Rồi, 6 triệu rưỡi. Xuống cây. Rồi, vào phía trong. Phô mai vàng cũng to luôn ha. Mã số 7 ha. 7. Rồi, chiều cao luôn. Mét tư anh. Rồi, 1 mét tư. Rồi, cái gì nghĩa tay cành em nó ha. Rồi, vô hoành luôn Thanh. Hoành em nó quý vị. 42 hoành anh. Hoành 42. Rồi, trục thước cc dọc chồng. Đế nè quý vị, cộng to, trải đều luôn. Quá xa đế luôn. Rồi, vô luôn như đem. 5 triệu 2 anh. 5 triệu 2. Rồi, xuống cây. Hoành to, giá nhỏ ha. Rồi, số tiếp theo luôn. Số 8 ha. 8. Ôi, mai vàng cũng to luôn. Rồi, cao luôn em. Mét 3 anh. Rồi, 1 mét 3. Rồi, xuống hoành luôn. Bốn mươi mấy? 47 anh. 47 hoành. Rồi, để luôn. Để cũng trải đều. Bốn mặt có đủ, cộng to luôn. Rồi, giao luôn như đem. 4 triệu 8 anh ơi. 4 triệu 8. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục là mã số 9. Mai vàng luôn. Rồi, cao luôn em. 60. Rồi. 31. Để luôn. 31 quạnh. Để đây quý vị. Rồi, giấu luôn như em. Tiểu 2 anh ơi. Tiểu 2. Rồi, xuống cây luôn. Đục luôn. Mã số 10 luôn. Rồi, cao luôn em. 40 anh ơi. Rồi, hoành luôn. Ba mươi bảy anh. 37 hoành. Rồi, để luôn quý vị. Rồi, cháu luôn như đem. 2 triệu rưỡi anh ơi. 2 triệu rưỡi. Xuống cây. Mã số tiếp theo 11. Để này cũng quay ha. Tết 40 anh. 40. Hoành ngay cổ luôn. Độ sổ hả? Sổ 23 anh. Sổ 23. Hoành thì này nổi có chữ A nên cũng nhạy cảm. 33. Đó, ngay đó thì 33. Ta trạch xuống cái phần nạc đó. 46. 46. Đó. Rồi, giao luôn nhiêu đây em? Triệu 7 anh ơi. Triệu 7. Rồi, xuống cây. Số tiếp theo luôn. 12. 12. Cao luôn em. 52. 52. Hoành luôn. 37 hoành. Hoành 37 ha. Xác luôn. Để đây quý vị. Cộng to ha. Bụt mặt có đủ. Giao luôn như em. 2 triệu anh. Rồi, 2 triệu. Xuống cây. Số tiếp theo luôn. 13. Rồi, cao luôn. 45. Rồi, hoành luôn nha quý vị. 32 với 31 anh ơi. Rồi, 31. Để luôn. Rồi, giao luôn như đem. Tiểu 2 anh. Tiểu 2. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 14 cũng là một khôi mai vàng cũng to to đây ha. Rồi, cao luôn. Mét rưỡi anh. Thước ha, mét rưỡi. Rồi,
gáp được. Dáng em nói thì vậy đó. Gáp được siêu xíu ha. Rồi của anh 45 anh ơi. 45 của anh. Để đây. Để cũng đều nè. Tứ diện có đủ ha. Rồi giá luôn như đem 3 triệu anh. 3 triệu rồi xuống cây. Số tiếp theo luôn. 15. Rồi 15. Cao luôn em. Mét rưỡi anh. Rồi mét rưỡi. Rồi xuống hoành luôn. Hoành 39 anh ơi. Rồi 39 hoành. Xoay xoay luôn. Để đều bốn mặt. Rồi giao luôn như đem 2 triệu 2 anh. 2 triệu 2. Rồi xuống cây. Mặt số tiếp theo luôn. 16. Mai vàng luôn. Em này trực chứ không phải nó siêu nha quý vị. Đó nó trực vậy đó ha. Tại cái bầu ha. Rồi chim vô cái đứng liền ha. Rồi cao luôn. Mít cửi anh. Mét rưỡi. Rồi xuống quanh luôn. Quanh 36 anh ơi. Rồi 36 quanh. Để đây quý vị. Rồi giao luôn như đem 1 triệu 8 anh ơi. 1 triệu 8. Rồi xuống cây. Mã số tiếp theo 17. Yeah. Rồi cái súng. Rồi cao mít mốt anh. Mít mốt xuống hoành luôn ha. 39 yếu 38 anh ơi. Rồi 38 hoành. Rồi vô luôn như đem 2 triệu 2 anh. 2 triệu 2 xuống cây luôn. Mã số 18 lên luôn. 18 dán siêu siêu bay bay gì đây. Chuyện yeah. Đụng dán trồng về anh ơi. Tay cành bao. Rồi cho chiều cao nó luôn em. Rồi, mét 8 anh. Rồi mét 8. Rồi vô hoành luôn ha. 38 quần anh. 38. Để cũng là lết theo cái chiều bay bay siêu nữa. Tớ có mấy cục cắm bự luôn. Có bự cắm hết tầng. Rồi vô luôn như đem 6 triệu anh. 6 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Số 19. Chết. Rồi cao luôn. Mét tới 5 anh. Rồi sẽ sang cái hăng. Chú gì theo số tay cạnh các em. Đó. Rồi vô hoành luôn. Cắn cắn. Cao lên xíu. Cắn. À rồi. 33 anh. 33 hoành. Rồi cho luôn như đây em. Triệu rưỡi anh ơi. Triệu rưỡi. Xuống cây luôn. Tứ quý anh Tấn ơi. Rồi tứ quý. Mã số 20. 20 tứ quý. 20 trở lại sao tứ quý ha. Rồi chiều cao nó. Mét 7 anh. Mét 7. Rồi vô quanh luôn. 31 hoành anh. Rồi 31. Để luôn. Rồi giao luôn như đem 2 triệu 2 anh. 2 triệu 2 xuống cây. Xe còn quay ra đây xíu ra thằng. Rồi mã số tiếp theo luôn 21. Tứ quý luôn. Rồi bụi nhỏ. Rồi chiều cao 18 anh. Mét 8. Tại cạnh quá xa đây ha.
Rồi Hoành luôn. 35 Hoành. 35. Rồi xe xe luôn, để luôn rồi quý vị. Rồi giá luôn như đây em. 2 triệu 7 anh ơi. 2 triệu 7. Rồi xuống cây luôn. Kéo đi không? Để bể. Rồi mã số tiếp theo luôn. 22. Lùng lực. Tử quý luôn. Rồi chiều cao em nói luôn em. Bầu luôn. 65 anh. 65. Rồi hoành luôn em. Để xè điệu trơn ha. 36 hoành anh ơi. Rồi đó, đó là 36. Này quan tâm cái này cũng mấy 8 anh. 8. Cái nồi cái bầu 60. 60. Rồi, để nè quý vị. Xe điều hết trơn ha. Rồi, cho luôn nhiêu em? 5 triệu anh ơi. 5 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 23. Tử quý luôn. Rồi chiều cao nó luôn em. 1,5 m anh. Rồi 1,5 m. Con số tay cành luôn ha. Rồi hoành luôn. 30 hoành anh. 30. Rồi để luôn. Để trải đều. Giao luôn nhiêu em? 3 triệu 2 anh. 3 triệu 2. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. 24. Tử quý luôn. Rồi cao luôn em. 45 anh. Hoành luôn ha. 30 yếu hành chính. 30 yếu tính hành chính. Rồi để luôn. Để đều luôn. Rồi giữ luôn nhiêu đem? 3 triệu 3 anh. 3 triệu 3. Rồi xuống cây. Mã số tiếp theo luôn. 25. Lên luôn. To à. Bầu hết sức to to luôn. Rồi cao luôn em. 96 anh. 96. Rồi vô hoành luôn. 36 anh ơi. Rồi 36 anh. Để luôn. Kinh bầu nó chắc. Cái 28 anh. Cái nồi ha. Cái nồi 28. Đường kính 70 anh. Rồi xe xe luôn. Để luôn quý vị. Rồi giá luôn như đây em. 6 triệu anh ơi. Rồi 6 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. 26. Tứ quý luôn. Rồi, chiều cao nó luôn em. 1,5 m anh. 1,5 m ha. À, tay cành cũng đẹp ha. Rồi, xuống hoành luôn nha quý vị. Rồi, hoành em nó. 30 anh. 30 rồi, yếu hành chính rồi. 30 yếu tính hành chính. Rồi, để đây quý vị. Quát xá đây ha. Rồi, giá luôn như đây em. 3 triệu 2 anh. 3 triệu 2. Rồi, xuống cây. À, mã số tiếp theo là mã số cây khế. À, cây khế thì cho cái nhánh hồi phải không? Nhánh hồi anh. Hồi lắc luôn ha. Khoảng 2,5 m anh, ra tới ngọn quá. Rồi, hồi khoảng 2,5 m. Còn thân chính của nó khoảng nhiêu đêm? 80 anh. Rồi. Tới hẹo này nè. Đây đó 80. 80. Rồi từ đó. Còn cái mình đó của... kéo hết tới cái đuôi khoảng nhiêu? 65 anh. 65. Mình 65. Rồi. Rồi, chỗ nhiều vị trí ha. Rồi ngay đây. Đây 65. Còn đó dưới chỗ vị trí dưới đây. 71 đi ha. 71. 72 yếu. Nguyên cái nồi.
đây nè. Mét rưỡi anh. Rồi hết thức dây rồi ha. Này cái chua cái ngọt em? Cái chua anh. Cái chua ha. Này này đáng sưu tầm anh ơi. À, khoan nguyên, khoan khoan. Nguyên con thú luôn. Quý vị xem cái mặt mấy anh đây ha. À, quý vị nhìn kỹ ha. Cái kho lắc này cũng hay hay quá ha. À. Đây. Cái cành hồi của nó nè. Trên đây thì cắt giật cấp ha. Cái này có mấy cái lỗ nhỏ bọng xuống tới đây, nó thông xuống tới đây em tám lại bằng lại ha. Tám lại lại nè. Xử lý rồi. Tám kính lại hết trơn rồi đây ha. À, xử lý rồi hết trơn. Khế mà thường thường khế là lúc nào cũng có bọng thôi. À. Mà lỗ nhỏ ngón tay. Rồi, xe cái mặt kia ra cái em. Xe xay. À. Rồi được rồi, hướng vậy được rồi. Có gì mặt bên đây ha. Rồi, mã số cây khế này mình giao lưu nhiêu đây em? Cái này giao lưu 25 triệu bao ship 200 km anh. Rồi, 25 triệu bao ship là 200 km thì mã số cây khế hết cho em. Hết rồi anh. Rồi, cũng hết clip nha quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào thì cứ mạnh dạn alo âm thanh ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.